Brazil sẵn sàng nâng cấp quan hệ với Ai Cập lên đối tác chiến lược. Đây là tuyên bố được Tổng thống Brazil đưa ra vào ngày 15 tháng 2 tại Cairo, nhân chuyến thăm chính thức Ai Cập kéo dài 2 ngày. Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh, hai nước có nhiều điểm tương đồng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, quốc phòng, khoa học và công nghệ về phần mình tổng thống ai cập ncc cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thành lập một ủy ban chung về hợp tác giữa hai nước cũng trong họp báo hai bên nhất trí về tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ở giải gaza thả con tin israel và tù nhân palestine cũng như chuyển nhiều hàng viện trợ nhân đạo nhất có thể để bảo toàn mạng sống của dân thường